Xin chào tất cả các bạn à, Lại là mình đây và mình tên là Lê Xuân Trường Hiện tại thì mình đang là sinh viên học khoa thương mại điện tử lớp Kappa HD ở trường đại học EDX Ngày hôm nay thì uh, tiếp tục mình sẽ quay trở lại với cái story 12 uh, video nghiên cứu về con người bao gồm 6 con người mà chúng ta được học trong môn nghiên cứu về con người và video ngày hôm và video video thứ hai này mình sẽ trình bày với các bạn về một cái phần rất là quan trọng và tất cả chúng ta thì đều rất là cần thiết rèn luyện cũng như là tập cho mình uh, thật là tốt nhất cái phần này bởi vì nó có vai trò vô cùng là thiết yếu bởi vì cái bởi vì cái tác dụng của nó khi mà bạn kiểm soát được nó thì vô cùng tuyệt vời đó chính là về cái phần được gọi là cảm xúc tất cả chúng ta ai cũng biết được rằng những người thành công nhất những người tuyệt vời nhất thì họ đều có khả năng kiểm soát cũng như là quản lý cảm xúc của mình vô cùng tốt và đương nhiên nếu như chúng ta muốn giống như họ chúng ta muốn có được những cái thành tích giống như họ thì chúng ta cũng cần phải rèn luyện cái vấn đề này vì vậy mà ở edx thì đưa vào rất nhiều những cái môn học liên quan đến cảm xúc từ môn uh, giao tiếp ứng xử hay môn kiểm uh, môn kiểm soát cảm xúc hay là môn uh, cảm xúc và ứng xử rất là nhiều môn liên quan đến cảm xúc và chúng ta học nhiều như vậy cái cốt lõi chỉ để rèn uh, luyện cho chúng ta một cái cảm xúc tốt nhất bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta sinh ra không tự dưng mà chúng ta cảm xúc kiểm soát được cái cảm xúc của chúng mình và từ nhỏ thì chúng ta luôn luôn sống theo cái sự cảm tính nhất định của bản thân chúng ta vui thì chúng ta cười chúng ta buồn thì chúng ta khóc chúng ta mua chúng ta cảm thấy như thế nào thì chúng ta bộc lộ rõ ràng như thế nhưng trong cuộc sống thì không phải lúc nào chúng ta cũng bộc lộ không phải lúc nào chúng ta tức giận chúng ta cũng phải bộc lộ rằng chúng ta đang tức giận và 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 thể hiện cái sự tức giận đó với người khác bởi vì nó điều đó là hoàn toàn không đúng và đương nhiên khi mà các bạn vui quá hay các bạn buồn quá hay là các bạn gặp bất cứ một sự cố nào trong cuộc sống thì việc của các bạn không phải là cứ bộc lộ hết tất cả mọi thứ ra hay là hay là có cái gì các bạn cũng phải thể hiện hết hết mình ra bởi vì điều đó đương nhiên trong cuộc sống ở một vài khía cạnh thì nó là đúng các bạn đang sống đúng với cái bản chất của bản thân mình thế nhưng mà nếu như nếu như các bạn cứ làm quá nó lên chúng ta cứ không kiểm soát được bạn cảm xúc của bản thân mình chúng ta tức giận chúng ta cũng uh, hành xử theo cái cảm xúc của bản thân mình và không suy nghĩ thấu đáo đến cái hậu quả của nó sau này thì các bạn sẽ gây ra rất là nhiều những cái sai lầm không đáng có trong cuộc sống vì vậy mà cảm xúc chính là một cái phần vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý rèn luyện và tạo ra cho mình một cái uh, một, một, một cái sự kiểm soát nhất định bởi vì khi chúng ta kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình thì chúng ta đã kiểm soát được uh, uh, chính cơ thể của mình và kiểm soát của mình hiểu cơ thể của mình thì các bạn mới có cơ hội để thấu hiểu những người khác có sự thấu hiểu đồng cảm với tất cả những người xung quanh để chúng ta mới thực sự có một cái cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn được và ngày hôm nay nói đến cái việc uh, cảm xúc của con người thì mình Uh, cũng đưa ra những cái cảm xúc chính cơ bản của con người. Chúng ta uh, về cảm xúc của con người chúng ta có vui, có buồn, có ghê tởm, có sợ hãi hay là rất nhiều những cái cảm xúc uh, khác mà chúng ta rất là thường hay gặp ở trong cuộc sống. Um, và cảm xúc của con người thì theo nghiên cứu ở trong môn nghiên cứu về con người thì chúng ta sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào electron Electron chính là hạt cảm xúc và khi mà chúng ta có những cái cảm xúc của quá, uh, nó quá lên có nghĩa là nó đang đi quá giới hạn thì có nghĩa là chúng ta đang nhận quá nhiều electron vào trong cơ thể vì vậy um, đó là một cái nghiên cứu khoa học mà hiện tại thì nó đang là một cái giả thiết mà chúng ta đưa ra đây để tất cả chúng ta cùng bàn luận và để kiểm soát cảm xúc của mình tốt thì các bạn cần phải hiểu rõ cái cội nguồn của nó cái gốc rễ của nó chính là electron và electron thực chất nó làm cái các cái hạt điện tích mang điện tích âm và chúng ta muốn kiểm soát bản thân của mình tốt thì chúng ta phải đưa vào cơ thể của mình phải luôn luôn nói luôn luôn trao đổi với mình luôn luôn giao tiếp với bản thân mình những cái lời nói những cái ngôn từ tích cực nhất có thể những cái ngôn từ tuyệt đẹp nhất có thể những cái ngôn từ mang đến cho, cho chúng ta nhiều cái nguồn cảm hứng nhiều cái sự sáng tạo và tất cả những cái ngôn từ tuyệt đẹp đó sẽ nuôi dưỡng cảm xúc của bạn khi mà bạn luôn luôn suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện trong cuộc sống này nó sẽ dễ dàng và đơn giản hơn rất là nhiều khi mà bạn suy nghĩ tích cực thì tất cả mọi sự việc, mọi câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của các bạn thì đều đi theo chiều hướng tốt đẹp bạn luôn luôn có một cái trạng thái tuyệt vời nhất bạn luôn luôn có một cái suy nghĩ uh, mở nhất để có thể đón nhận tất cả mọi chuyện trong cuộc sống dù cái chuyện đó là chuyện vui chuyện buồn Uh, chuyện đáng để tức giận, chuyện đáng để ca ngợi, chuyện đáng để xấu hổ hay bất cứ một cái cảm xúc nào thì bạn đều có một cái trạng thái trung dung nhất bởi vì uh, những cái ngôn từ tích cực đó sẽ khiến cho cảm xúc của các bạn được nuôi dưỡng từng ngày và bạn sẽ không uh, cảm giác được rằng mình mình đang sống bất hạnh và uh, sự tích cực trong cơ thể của các bạn sẽ khiến cho các bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc và khi bạn có ngôn từ tích cực thì bạn sẽ không lâm vào một cái trạng thái được gọi là trạng thái của cái sự mong cầu quá lớn, nó được gọi là tâm mong cầu trong Phật giáo đấy ạ. Khi bạn có cái cái tâm mong cầu quá lớn, thì bạn luôn luôn khát khao, luôn luôn mong ước một cái một cái cách uh, một một cái uh, bằng một cái tâm tức quá nhiều và một cái điều gì đó mà khi bạn không đạt được điều đó thì bạn sẽ gây ra cái cảm giác chán nản, bực tức, thất vọng rất là nhiều. Vì vậy cảm xúc tích cực cũng như là những cái ngôn từ tích cực sẽ nuôi dưỡng bạn và nó sẽ khiến cho các bạn không có cái sự mong cầu quá nhiều về uh, những cái sự việc trong cuộc sống và những điều bạn mong ước và nó sẽ khiến cho các bạn chúng ta tất cả chúng ta sẽ đối mặt với với những cái trường hợp xấu, những cái sự cố trong cuộc sống, uh, những cái sự cố xấu ở trong cuộc sống của chúng ta một cách tích cực nhất. Và khi mà các bạn uh, nóng giận khi mà các bạn không kiểm soát được mình thì cách tốt nhất để tất cả chúng ta hành xử đó chính là im lặng bởi vì cái lúc các bạn nóng giận thì tất cả chúng ta đều rất là khó để kéo cái lý trí của chúng ta về và khi mà các bạn tức giận thì đương nhiên là chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát bản thân mình và liên hệ với bản thân mình thì mình cũng tự nhận mình là một người có rất là nhiều ngôn từ tích cực đối với bản thân mình và mình cũng đang rèn luyện dần dần mỗi ngày tốt hơn, mỗi ngày tốt hơn. Mình không muốn ép buộc bản thân mình là phải sống tốt ngay từ ngày đầu tiên. Mình sẽ cố gắng rèn luyện dần dần để mỗi ngày mình sẽ tự trau dồi, tự uh, tự tự uh, nuôi dưỡng bản thân mình theo cái cách mà mình muốn, theo cái những cái theo những cái điều mà mình mong ước trong cuộc sống một cách một cách tự nhiên nhất và thoải mái nhất. Mình không muốn ép đặt tất cả mọi thứ và đó chính là cách mà mình xây dựng cái cảm xúc của mình mỗi ngày sao nó, sao nó sao cho nó tích cực nhất uh, hy vọng các bạn thích video này và chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong cái video tiếp theo video tiếp theo của chúng ta sẽ bàn về lý trí của con người các bạn nhé